một cặp ghế ba lôn đang may bắt cáo, giao nhà phân phối đường Phạm Hùng, Bình Chánh. Ghế này gỗ áp đang may bắt cáo tự nhiên, sơn màu quách trắng, một vải nhung theo yêu cầu. Anh chị có thể chọn màu sơn và màu vải, bên xưởng sẽ làm theo yêu cầu. Hoặc là anh chị có thể chọn bọc vải toàn thân cũng được. Nói chung bên xưởng sẽ làm theo mọi yêu cầu của anh chị. Đây mình quay cận cảnh cho xem nha. Đầu tiên phần chân chạm đục tới phần tay nệm tới phần may mắt cáo, đây phần chạm đỉnh, đây may mắt cáo tự nhiên,